Ngài Ngân được đưa đi xem mắt cũng đã đến, nhìn vào mọi người đều tưởng mọi chuyện đang diễn ra theo đúng ý ông Hờ và lão chủ tịch Đài Loan. Nhưng thật ra, Ngân đã chuẩn bị một màn kịch chấn động để dập tắt hy vọng đó. Tôi không còn là con gái nữa. Ngân. Để chuẩn bị cho buổi ra mắt của hai bên, lão chủ tịch đã sai giám đốc Trao lái xe xuống tận nhà để đưa đón. Lần đầu cả gia đình ông Hợp được rửa phèn nên tỏ ra rất thích thú trước những gì có trong nhà hàng Pháp sang trọng. Tuy nhiên, đừng tưởng ông Hợp sống trong cái xóm nhà nghèo mà không hiểu biết gì. Trong lúc gọi món, ông khiến mọi người phải thản thốt vì nói tiếng Pháp với phục vụ quá giỏi. Garçon. Oui, monsieur. C'est mille. D'où vient? Elles sont importées, monsieur. Ah, importées. Wow, ça doit être très très. Elles sont super. Délicieuses. Wow. Bon. C'est pour la prochaine fois. Ok, merci. J'aime les mots. Ngay cả Hoan và bà Nga đều là người một nhà nhưng vẫn chưa từng biết điều này. Vì vậy, lão chủ tịch bắt đầu có cái nhìn khác về nhân cách ông Hợp. Không phải nghèo là dốt hay thiếu học, có thể vì hoàn cảnh mới khiến người ta che giấu đi những điều không còn phù hợp với thực tại nữa. Nhưng đây không phải là điều bất ngờ nhất. Chấn động hơn là việc Ngân bước ra dõng dạc tuyên bố mình không còn là con gái nữa. Nghe xong chủ tịch như rớt xuống 9 tầng mây, còn ông Hợp và gia đình thì bẽ mặt ê chề chỉ muốn độn thổ vì quá nhục nhã. Ông Hợp đến nhà bà xong để mắng vốn cho rằng bà không biết dạy cháu nên bắt Hoàng phải chịu trách nhiệm đền bù cho gia đình ông. Dù biết lỗi không phải của mình nhưng Hoàng chấp nhận mất hết thanh danh để bảo vệ Ngân giữa lúc cô gặp khó khăn. Vậy mà ông Hợp không biết điều, cứ cay trong lòng rồi về nhà cấm cả Nhi không được dính dáng gì tới Hoàng nữa. Sau sự việc vừa rồi, ông Trao bắt đầu dở thói ngang ngược. Hắn ta tìm đến Nhi tiết lộ chuyện ông Hợp đã ký hợp đồng và nhận một khoản tiền lớn để bán con gái. Nếu giờ người không nhận được thì tiền phải trả lại. Nhi mang chuyện động trời của bà về kể lại cho gia đình. Hóa ra ông dùng một nửa số tiền để mua bức tượng cổ. Tất cả mọi sự bàn tán của mẹ con bà Nga đều bị ông Hợp chứng kiến. Trong lúc có rượu, ông bắt đầu dở thói bạo hành, dùng roi đánh đập Nhi vì tội mách léo. Chịu từng đòn của ba dù rất đau, nhưng Nhi vẫn cố chống cự lại để hỏi. Sao bà bán Nhi ơi? Mặc cho Nhi khàn giọng cầu xin, ông Hợp vẫn không chịu dừng tay mà kéo lê nhốt cô vào chuồng ngỗng. Cả nhà không một ai có thể đứng ra bảo vệ, mọi người chỉ biết đứng đó nhìn ông tàn nhẫn với con gái của mình. Ông Hợp không chỉ ra trưởng mà còn dở hơi mang những cái sai của mình trút giận hết lên con cái. Đừng quên đón xem tiếp tập 8 để biết số phận của Nhi có thoát khỏi sự giam cầm từ ba mình hay không. Ước mình cùng bay, phát sóng lúc 20 giờ, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần. Duy nhất trên siêu ứng dụng VieON. VieON phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.